làm ơn cho tôi núp sau lưng một chút. Anh đi rồi. Cô à, tôi cảm thấy chuyện tình cảm nên nói rõ ràng sẽ tốt hơn đó. Được rồi, cảm ơn anh. Anh đừng xin số điện thoại của tôi. Tôi chỉ muốn hẹn hò đâu. Cảnh sát đang làm việc. Tôi là đội chó săn đó. Tôi cũng vậy. Cảnh sát à! Thưa sếp, kẻ trộm bắt được rồi. Giờ tôi mới phát hiện thì ra sau lưng anh cũng có ích lắm. Giờ tôi mới phát hiện cô cũng thích núp sau lưng của tôi lắm. Tôi tên là Tăng Hiểu Thần. Khương Hạo Chánh. Tôi là một cô nhi. Chỉ có những thứ này thôi. Cô cũng biết chúng ta là bạn chưa tới 3 tháng. Tôi nói như vậy cô phải thẳng thắn quá không? Cụ lần quá đi. Nhưng mà tôi rất thích tính cụ lần này của anh. Tôi phải chụp hình lại. Nè, chuyện gì vậy? Hồ sơ ý làm khói bay lên cái máy cảm ứng thôi. Em rất thích cảm giác được núp ở sau lưng anh. Sau này chúng ta còn những chặng đường rất dài. Nếu như em có gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải giống như bây giờ, núp ở sau lưng của anh. Anh sẽ giúp em đỡ hết mọi nguy hiểm, có chịu không? Em muốn núp sau lưng anh như vậy nè. Ghét nhất bị người khác dùng lưng đẩy về phía sau. Làm ơn cho qua, làm ơn. Chào cô. Chị Thân, chị có thư nè. Muốn thi vào ASU không phải là một chuyện dễ. Chúng tôi cần phải trải qua đợt huấn luyện thể lực trong vòng 3 tháng. Ví dụ chúng tôi phải lên núi khi người già nè, sau đó còn phải tập luyện thể lực đánh quyền nè. Tóm lại, cho dù về mặt sinh lý hoặc là tâm lý, chúng tôi đều phải duy trì một trạng thái thật là tốt để ứng phó với đợt tập huấn của chúng tôi. Lần trước tôi đi đỉnh Everest, làm một ly trà chanh đá. Lần trước tôi đi đỉnh Everest đã đi được tổng cộng là 40. Sao anh Thân lại ngồi nói chuyện với người phóng viên đó vậy? Nghe nói nữa cảnh sát trong đội SU của chúng ta nhiều quá xuất sắc cho nên được rất nhiều người khen. Nên hôm nay cô phóng viên nó mới cố tình tới đây để giúp họ làm một buổi phỏng vấn đặc biệt. Vậy những câu hỏi trong công việc đại khái cũng đã xong hết rồi. Giờ tôi sẽ hỏi về chuyện cuộc sống tình cảm của hai cô nha. Hai cô có tiết lộ chút gì hay không? Có phải cô muốn hỏi chúng tôi có bạn trai chưa phải không? Tôi nghĩ khán giả của chúng tôi cũng rất có hứng thú muốn biết. Có thể tiết lộ một chút được không? Vậy tức là có hay không? Tạm thời tôi chưa có bạn trai. Tôi cũng muốn có bạn trai lắm. Vậy hay là nói về người yêu lý tưởng của hai cô đi. Thật ra ở đây cũng có rất nhiều đặc cảnh thu hút lắm thì phải. Như là cái anh chàng mới đi ngang đó. Anh chàng đó người cao ráo, da ngăm đen, nhìn cũng được lắm. Hai cô cảm thấy như vậy không? Tôi cảm thấy ngoại trừ ngoại hình và thể lực ra thì phải có gan. Ngơ ngơ ngáo ngáo cũng đáng yêu lắm. Cô thì sao? Bộ dạng và tuổi tác cũng không quan trọng. Quan trọng là phải có lòng yêu thương, nhân hậu và cởi mở. Và còn chịu quan tâm tôi nữa. Wow, trên đời này có loại đàn ông hoàn hảo như vậy sao? Làm gì không có chứ. Vậy hả? Nói nãy giờ hình như người đàn ông hoàn hảo của hai cô cũng đã xuất hiện rồi thì phải. Vậy chắc là sư huynh ở trong đây hay là sư đệ ở đây vậy sư hả? Sư phụ tôi là Shipman đó. Lúc ảnh thổi saxophone rất là đáng yêu. Tôi đang nói sếp Trương đó thôi.
ảnh là nam thần trong lòng của rất nhiều người. Tức là hai cô đều rất thích dạng đàn ông chín chắn. Vậy thì tốt rồi. Buổi phỏng vấn hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp. Cảm ơn hai cô nhiều. Nếu như tôi viết xong bài phỏng vấn này sẽ gửi cho hai cô coi ha. Cảm ơn hai cô nhiều lắm. Cảm ơn. Nhìn thấy tôi mà không chào một tiếng, bất lịch sự vậy. Cô à, hình như chúng ta chia tay rồi. Cô đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Tôi không phải tới phiền anh đâu. Tôi tới làm rõ với anh thôi. Chị Gia Tài đó, anh có còn nhớ 3 năm trước chúng ta có mở một tài khoản chung không? Tài khoản đó dùng để gửi tiền quỹ tiết kiệm trong vòng 5 năm. Vậy liên quan gì tới chiếc xe này chứ? Chiếc xe này lúc trước là do chúng ta cùng mua góp. Tôi không ăn gian anh. Chiếc xe kỳ này góp xong rồi, thuộc về anh. Nhưng mà tiền quỹ thì còn 20 kỳ mới đóng xong. Tôi sẽ tự mình đóng hết. Anh không cần phải bận tâm nữa. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Vậy hiện giờ chiếc xe đang ở đâu? Đậu ở bãi xe nào? Vị trí nào? Tôi sẽ nhắn cho anh. Chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ tại đây. Nếu như sau này có gặp mặt ở ngoài đường, cũng coi như không quen biết đi. Tùy cô thôi. Sở trường của mình là theo dõi mà, muốn bỏ đuôi mình sao? Đâu có dễ vậy. Thật ra cô đã gắn bao nhiêu cái camera trong xe? Không lẽ cô không nhớ lúc trước tôi từng làm trong CIB sao? Tôi không chịu thua đâu. Sắp tới tôi còn phần quà lớn tặng cho anh nữa. Anh đợi mà nhận hàng đi. Cái bánh kem lúc nãy cũng ngon thiệt ha. Phải đó, ngon ghê luôn. Hèn chi có rất nhiều người tới đây ăn. Ông xã, cảm ơn anh đã dẫn em đi ăn bánh kem ngon như vậy. Anh cũng chỉ lên mạng coi mấy trang giới thiệu món ăn thôi. Quan trọng nhất là em thích là được rồi. Đây. Chiếc xe có hàng nhanh vậy sao? Nó còn được đậu ở bãi xe dưới nhà luôn rồi. Nhưng mà em sợ lái xe một mình lắm. Anh sẽ ngồi kế bên em mà. Để tới lúc anh được nghỉ phép á, anh sẽ ngồi kế bên em, vừa ngắm cảnh vừa tập lái. Cũng được, nhưng mà anh không được nói em ngu đâu đó nha. Dĩ nhiên không rồi, anh cũng quen rồi mà. Xin chào anh chị, hôm nay chúng tôi có lớp học đặc biệt. Anh chị coi thử có thời gian và có hứng thú tham gia thử không? Ê, thì ra đây có lớp học vậy là bánh mì sao? Bánh mì và bánh kem ở đây ngon như vậy. Nếu như em học xong thì có thể thường xuyên làm cho anh ăn rồi. Miễn phí học thử kìa. 2 giờ chiều. Được thôi. Dù sao chút nữa anh cũng rảnh. Vào thử đi. Yes. Wow, đoạn quảng cáo xe hơi tung ra rồi kìa. Có mua xe đâu, tôi làm gì chứ, tắt bà nó đi. Chà, thân hình nhìn mê thiệt chứ, còn chưa chịu tắt. Đẹp không coi mới là ngu đó. Tuy rằng chúng tôi còn cãi nhau, nhưng mà vẫn là chị dâu của anh đó. Anh nhìn chị dâu sẽ bị trời đánh đó, đánh chết luôn á, tôi cho anh biết. Tôi sợ sếp không đánh trúng tôi thôi đó. Đâu phải ăn ăn đâu. Đồ miệng thúi vẫn vui lắm hả? Anh coi bạn gái của anh vĩ đại chưa kìa. Chỉ vì anh á mà không quay cái quảng cáo đó. Làm ơn đi, anh phải rộng lượng một chút, đi dỗ lại người ta giùm tôi đi. Tôi cũng muốn. Nhưng lần trước cãi nhau căng vậy, để cổ bớt giận chút mới đi. Còn đợi nữa. Vậy đi, tôi cho anh một chút ý tưởng. Thật ra chuyện dỗ dành bạn gái
đã trở thành kỹ năng sinh tồn của người đàn ông trong cái xã hội văn minh này rồi. Tức là nếu như anh muốn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì anh nhất định phải biết chơi S và M. Chưa từng chơi nha. Anh đừng có nghĩ lệch lạc đó. Cái tôi đang nói là sorry và money đó. Ồ. Tức là như vậy, cho dù bên nào có làm sai đi chăng nữa, nhưng mà bên phía đàn ông nhất định phải nhận sai lầm trước, nói xin lỗi trước. Nói thì dễ lắm, nói một câu xin lỗi thì có thể dỗ được còn gọi là phụ nữ sao? Còn có bước thứ hai nữa, money. Lâu lâu anh cũng nên để cổ ra ngoài vung tay một chút, để cổ bướng bỉnh một chút, đưa tiền cho cổ xài. Cổ sẽ cảm thấy anh rất yêu cổ đó. Cô bị điên hả? Vậy đưa bóp cho tôi vung tay chút đi. Ba cái ý tưởng tào lao đó không biết coi đâu. Trời ơi, tôi lên mạng coi học về đó. Trên lý luận thật sự có thể hiểu qua, nhưng mà trên thực tế thì anh phải tự mình thử đi. Bỏ đi bỏ đi, ba cái ý tưởng này để dành lại xài đi. Bạn gái bỏ đi là cái chắc rồi. Vậy lần sau chúng ta nói tiếp nha. Bye bye. Mã Dung Nghĩa chết tiệt, về Hồng Kông cũng không tìm mình. Tôi về rồi. Ê, Nana, bộ bạn trai cô không rước cô sao? Ảnh phải trực ca hả? Cô chỉ muốn biết chuyện của y xì thôi đúng không? Muốn hỏi gì hỏi đại đi. Tôi đâu có rảnh để hỏi chuyện của ảnh. Cô nhớ người ta thì tìm người ta đi. Không biết cô đang muốn gì. Cô có biết hạnh phúc là do mình tự giành lấy hay không? Không được đâu. Rõ ràng tôi ăn chắc ảnh kia mà. Tôi chủ động tìm ảnh, vậy chứng tỏ là tôi thua ảnh rồi. Nè, cô chịu thua một lần có được không vậy? Coi như là cô chịu ảnh một chút đi. Cái quảng cáo tôi cũng bỏ quay luôn rồi, còn chưa đủ chịu sao? Nghe nói cái quảng cáo đó hình như cô bị người khác giành mất thì có. Đừng có giả đò nữa. Quảng cáo thì bị mất, tôi cũng không muốn cả bạn trai cũng mất luôn đâu. Nè, tôi nói cô nghe, Y Xì là chồng sao Kim Ngư. Lúc ảnh tức giận lên thật sự yên như con trâu vậy. Với lại ảnh cũng rất là gia trưởng nữa. Thật ra thì cô xí soạn một chút, dỗ ảnh một chút thì ảnh sẽ hết giận ngay đó. Không có được đâu. Má tôi đã căn dặn, đối với đàn ông thì tuyệt đối không được mềm lòng. Nếu không thì sau này sẽ sống không được yên thân. Tóm lại lần này tôi nhất định không chủ động tìm ảnh đâu. Trời ơi, cô bị cảm hả? Không biết sao dạo này bị cái gì nữa. Cả ngày đều cảm thấy rất mệt mỏi. Ngủ quá lâu thì cảm thấy đau lưng nhức mỏi. Ê nè, cô bị cảm thì khám bác sĩ đi. Đừng ở đây lây cho tôi đó. Có những căn bệnh mà bác sĩ cũng không chữa được đâu. Cô nói cũng rất có lý. Mấy người IQ thấp thật sự rất là khó chữa. Tốt nhất cô đừng chữa. Trời ơi. Alo, Phu Trương. Có phải hôm nay anh và Y Sĩ cùng nhau đi làm không? Hôm nay tôi và Y Sĩ được nghỉ. Hình như anh về nhà thăm bà Mã rồi. Vậy được rồi, cảm ơn anh. Ngày mai con trực ca nào vậy? Ngày mai con trực ca B. Anh, em cố tình tới tìm anh hả? Đâu có đâu, em tới tìm bạn em thôi. Anh, hay là chúng ta nói chuyện chút nha. Con à. Má thấy chóng mặt quá. Sao vậy? Má thấy như trời đất quay vòng vòng vậy đó. Hay là má tự lên lầu trước đi, lát nữa con sẽ lên sau. Không phải đâu, không biết có phải lúc nãy xịt thuốc khử trùng, má đã ngửi quá nhiều thuốc khử trùng vào người hay không. Bây giờ má cảm giác như thở không được vậy đó. Vậy má ngồi đây nghỉ chút nghe, nghỉ ngơi chút rồi hãy lên. Con dìu má lên lầu trước. Ê, đi bác gái ơi, một lát thì bác chóng mặt, một lát thì bác la không thở được. Nghiêm trọng như vậy, có về nhà cũng không có ích gì đâu. Hay là con giúp bác gọi xe cấp cứu, đưa bác vô bệnh viện. Cái con bạch cốt tinh xấu xa như cô, sao mà ác độc quá vậy hả? Mới sáng sớm đã trù tôi ngồi xe cấp cứu, sao cô không ngồi xe tang luôn đi? Anh Y Xì à, anh thấy chưa, má của anh chửi em kìa, phải trù em đó. Em để mặt anh mới không chửi lại. Cảm ơn. Con à. Bà Mã, An không phải có ý đó đâu. Không phải ý đó thì là ý gì chứ? Má của con hôm nay yếu bóng vía, gặp phải mấy cái thứ đồ dơ bẩn này. Con mau dìu má lên nhà đi, lấy lá bưởi rửa từ đầu xuống chân cho hết đi. Bà Mã à, con thật sự có chuyện muốn nói với An An, hai câu thôi có được không? Con còn gì để nói với nó nữa chứ? Có phải con muốn má bị nó chọc tức chết hả? Bác yên tâm đi, bác đủ hơi chửi người ta như vậy, còn lâu mới chọc bác tức chết. An à, anh xin lỗi mà. Là anh không đúng, là anh sai trước. Em muốn chửi cứ chửi anh có được không? Hôm nay em đã cố tình tới tìm anh rồi đó. Lúc nào anh cũng bên má của anh thôi. Vậy mình còn gì để nói nữa.
Vậy thì đừng nói nữa. Sao còn đứng đó, không đi về đi. Bà Mã, hai người cho tôi nói vài câu có được không? Không được đâu, hôm nay má tuyệt đối không để cho cổ tội nguyện. Mau cút đi. Bà Mã à. Trời ơi, đừng có cản trở má mà. Hôm nay coi như em đến lộn ngày rồi, sau này mà đừng nói gì nữa. An An, cho anh con đường để đi có được không? Được, anh muốn đi chứ gì. Anh đi con đường về chung với má của anh đi. Trời ơi, cái con dữ dằn này. Có sao không con, hả? Trời ơi, đi lên lầu đi, có gì để coi đâu. Thư hỏi thế gian, tình là gì? Thì là một viên xí muội, hai viên hột đó. Vậy tại sao đàn ông không thể yêu hai người đàn bà cùng một lúc chứ? Bởi vì một người là má của anh, một người là bạn gái của anh. Hai loại đàn bà này 300 năm trước đã là thiên địch rồi. Hai người đó đâu phải lần đầu tiên cãi nhau, làm sao có thể hòa thuận với nhau được kia chứ? Tại sao ông trời lại phải thử thách tôi như vậy? Tại sao chứ? Ân oán kiếp trước, nhân quả kiếp này. Con đường tiếp tới là dựa vào bàn tay của mình mà ra đi, anh hiểu hay không? Cái thằng chết tiệt, tôi đủ khổ rồi còn chọc tôi nữa hả? Anh làm ơn học hỏi anh Tề đi, anh nhìn đánh kìa. Ngồi thiền nãy giờ, tứ đại giai không, lưỡng tụ thanh phong, thanh thản gì đâu. Anh có rảnh á, thì cũng đi thanh lọc đầu óc của anh đi, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới phụ nữ không? Nè, sao anh nói là gửi hình đút cho tôi mà? Tôi rảnh đó, dẫn đứa đi dạo nha. Không có nhân tính. Alo, Nana. Được, 10 phút sau tới. Anh yêu. Sao lâu vậy? Nè, em đang coi phim, coi chung với em nha. Được. Ý, ăn đâu? Lúc nãy cô nhắn em nói không về sớm đâu. Ok. Vậy thì tốt. Tức là ngày hôm nay chúng ta có được không gian riêng tư với nhau rồi, có phải vậy không? Nè, anh đói bụng không? Em ở Nhật Bản có mua thịt bò với lại hải sản về đó, anh ăn không? Bây giờ anh nói tới ăn cái gì cũng được hết luôn đó. Wow, được đó, vậy thì em sẽ đem nấu hết, dù gì cũng sắp hết hạn, đợi chút. Nấu thiệt hả? Xin lỗi, đói quá, trả tiền của sao, ăn. Bị ăn hết rồi. Dạ, không ngờ cô lại ăn mạnh tới vậy. Không sao, hỏi nấu nữa có được không? Anh biết không, ăn hồi đó không có vậy đâu. Không biết sao dạo này cứ buồn hoài, ăn hết đồ ăn trong nhà luôn. Lỗi cũng tại bạn của anh hết. Yên tâm đi, anh sẽ không như nó đâu. Ê nè. Ây cha. Anh có biết phần quà này có để cho anh an toàn và khiến cho em an tâm không? Ê, đi đâu vậy? Tháo ra trước đi. Ở đây hả? Nhanh đi. Có thích không hả? Em cực lắm mới cầu được đó. Thích lắm. Có sự bảo vệ của nó, cuộc sống của anh chưa từng thấy an toàn như bây giờ đó. Vậy anh phải giữ nó hàng ngày nghe chưa? Trời ơi, đừng có bíp nữa. Bíp tới tim tôi loạn hết rồi nè.
Cô xuống xe đi, tôi đậu giùm cho. Không được đó. Để tôi cầm giúp anh. Cảm ơn anh. Tôi đóng cửa giùm anh. Xong rồi. Anh lợi hại thiệt. Xoay đầu một lần là đậu được rồi. Anh còn giỏi hơn chồng tôi nữa. Tôi phải phong anh làm thần xe đó. Hay là vậy đi, anh làm sư phụ của tôi dạy tôi lái ha. Tôi đâu có thân với cô đâu. Nhưng người ta nói trước lạ sao quen. Cùng lắm tôi mời anh ăn cơm. Tôi nhìn mặt anh là biết anh là người tốt, chịu giúp đỡ cho người khác. Mà tay lái của anh giỏi như vậy, nếu như không nhận đồ đệ như vậy thì tiếc lắm đó. Nhận tôi làm đồ đệ nha. Ông xã mới về hả? Cười tươi vậy. Hôm nay học đậu xe thuận lợi lắm hả? Chưa từng thử qua hài lòng như hôm nay đó. Thế vậy tốt rồi. Anh đã nói tập nhiều chắc chắn sẽ lái cứng thôi. Thì cũng tại vì chiếc xe mới của anh thôi. Quan trọng nhất là em thích. Hôm nay tâm trạng tốt vậy, chắc chắn bánh sẽ ngon lắm đi. Ê, lúc nãy có làm vài cái, chắc là xong rồi, mới ra lò. Anh thử nha. Thơm quá đi. Ngoại hình thì nhìn cũng được đó. Ê, đừng có đụng vô, nóng lắm. Thơm quá đi. Anh thử đi. Ừ, nóng thiệt. Ngon lắm, có tiến bộ. Anh nói thiệt đó hả? Ừ. Miệng của anh ngọt tới vậy sao? Miệng anh ngọt hả? Muốn thử không? Ăn bánh đi nè. Em ăn đi. Ngon thiệt đó. Đã nói là không gạt em rồi mà. Tha cho anh đó. Hay là lấy vài cái cho ba má đi. Bữa nay sáng sớm em đã lấy cho ba má rồi. Thông minh vậy sao? Đáng thương lắm. Cái này không phải là thương đâu, là nhéo đó. Đáng thương. Đáng thương. Đáng. Đến chúng em. Alo, con nghe má. Cũng không biết có phải ăn trúng cái gì hay không, nhưng mà lúc nãy uống thuốc thì cũng đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói phải chờ báo cáo xét nghiệm rồi mới biết được chuyện gì, nhưng mà suy đoán ban đầu là trúng thực. Bà đang gì? Cũng đâu có cái gì đặc biệt. Cơm thì cũng ăn ở nhà thôi. Cũng ăn lại mấy món đó thôi mà. Gì chứ, anh còn ăn bánh mì của Nhân đem qua đó. Sisa, con có ăn không? Có, con có ăn một chút. Anh nhớ đó, sau này đừng có ăn bậy bạ nữa. Lần này xem như một bài học rồi. Má, sao má lại khẳng định là bánh mì của con? Không phải bánh mì của con thì là gì chứ? Ý của con là báo cáo vẫn chưa ra, sao má lại khẳng định như vậy? Vậy tức là con nói má đổ quan cho con rồi. Con bảo đảm những bánh mì đó không có vấn đề sao? Không phải, ý của vợ con không phải vậy. À, bà nhớ ra rồi. Hồi trưa bà có nấu mì tôm ăn đó. Chắc là mì tôm đó quá đát rồi. Má, hôm nay con vẫn chưa uống cà phê. Xuống uống ly cà phê cho con nghe. Đi đi. Giang à. Thật ra má con cũng chỉ vì lo lắng cho ba mà thôi. Con đừng có trách má của con. Con hiểu mà ba. Con không sao. Nhưng mà con nghĩ, nếu thiệt là do bánh mì của con không sạch thì con sẽ cảm thấy áy náy lắm. Con khờ quá đi. Mọi chuyện đều phải nghĩ về mặt tốt chứ. Bánh mì con làm càng ngày càng ngon, càng ngày càng tiến bộ. Cố gắng mà học. Ba ủng hộ con. Con cảm ơn ba. Phải rồi ba. Thật ra con đã gặp qua Trương Cảnh Sơn. Con quen nó hả? Con biết nó là... Sisa có nói cho con biết. Ba, ba muốn nói chuyện tâm sự với anh ấy không? Thân à, tôi biết là cô lấy xe của tôi đi đâu rồi. Đừng đùa nữa có được không? Tôi không có rảnh đi chơi với cô đâu. Làm gì vậy? Hai ngày không online rồi.
là Thần, bây giờ không rảnh nghe máy, liên lạc bạn sau nha. Lại chơi trò gì nữa đây? Ủa, sư huynh, sao còn ở đây vậy? Chuyện chưa xử lý xong nữa. Trên một chiếc xe màu đen phát hiện một cô gái từ 25 đến 30 tuổi, tình trạng đang bất tỉnh. Bên chỗ ngồi có một đống than đã đốt cháy qua. Tôi sẽ không chịu thua đâu. Không lâu tôi sẽ có một phần quà lớn cho anh. Anh hãy đợi đó. Lực tư. Ủa, sếp Cương, đại nhân có phải là Tăng Hiểu Thần không? Trên chứng minh ghi là họ Nghệ mà. Anh quen hả? Mới đóng gói qua nhà xác rồi. Anh không sao chứ? Không sao, tôi suy nghĩ hơi quá thôi. Sếp Lý, mới ra rồi. Chiếc xe là của nạn nhân, là chiếc xe báo bớt. Chắc là đã tìm được rồi nhưng mà chưa quỷ án. Được rồi, cậu xử lý các thứ khác đi. Được. Nạn nhân nữ này tội lắm. Để là tờ di thư trên xe. Đáng lẽ sắp làm đám cưới với bạn trai, không ngờ bị bạn trai đá, rồi nóng nảy nhất thời đi đốt than tự sát. Cho nên phụ nữ đừng có nhìn bề ngoài có vẻ cứng cáp, nhất thời nghĩ không thông thoáng, chuyện gì cũng dám làm đó. Nè, tôi không nói nhiều nữa, đi xử lý vụ án đi. Alo, Kiếp. Có phải là anh còn làm trong CIB không? Anh có thể giúp tôi tìm một người không? Em không có đêm. Em không làm anh thất vọng đâu. Tinh tinh. Anh à, ở đây làm gì vậy? Tôi nghĩ đây là hiểu lầm thôi. Vậy anh có phải ở đây không? Không phải. Anh à, phiền anh theo chúng tôi về sở. Sếp Chương, ok rồi, anh có thể về với đồng nghiệp của anh. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Không có gì. Thực ra ngày thường tôi không quản lý chuyện riêng tư của cấp dưới, nhưng mà tôi thấy biểu hiện của anh hôm nay, nên muốn tâm sự với anh. Cho dù với tư cách cấp trên hay là bạn bè của anh có gì muốn nói với tôi không? Thật ra hộ đơn vị hôm nay là nhà bạn gái cũ của tôi. Tôi đã chia tay cổ một thời gian, nhưng có chút chuyện hình như vẫn chưa làm rõ. Sếp Dương, đồng nghiệp của anh không sao rồi? Có một cô gái tới đây quỷ án. Cô là chủ nhà đơn vị đó. Cổ nói anh là bạn trai của cổ, qua nhà cổ là lo cho cổ có chuyện, có phải không? Phải. Vậy là hiểu lầm rồi, không có gì. Cảm ơn nhiều. Anh thừa nhận rồi sao? Tôi đã nói không dễ dàng bỏ cuộc rồi mà. Có nhiều chuyện cần tới bản thân anh tự đi giải quyết. Nè, hai ngày nay cô đi đâu vậy? Ngày đầu tiên cô không trả lời tin nhắn, ngày thứ hai thì tắt máy điện thoại luôn. Tôi đi tịnh tâm 2 ngày, không được cầm điện thoại, không được lên mạng thôi. Vậy chiếc xe đâu? Thì tôi đậu ở bãi giữ xe sân bay, để cho anh bị người ta tạt tiền thôi. Bộ cô dư giả thời gian lắm hả? Cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ muốn chứng minh tôi lo lắng cho cô thôi. Vậy bây giờ cô chứng minh được rồi thì sao hả? Anh thật sự không cảm thấy thiếu tôi điều gì hả? Lý do cho việc chia tay? Chúng ta bên nhau đã 5 năm rồi. Không lẽ 5 năm này tôi ở trong lòng anh không hề có giá trị gì sao? Cái gì cô cũng cần biết câu trả lời cho bằng được sao? Phải. Nhiều lúc để cô biết câu trả lời chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Anh biết con người tôi mà. Nếu như tôi chưa có được câu trả lời thì tôi sẽ không từ bỏ. Cô thật sự muốn biết câu trả lời sao? Nếu như anh cho tôi biết được sự thật thì tôi sẽ không tới làm phiền anh nữa. Dạ anh. Đủ rồi. Anh ơi, bỏ vào công cụ đi. Bác sĩ, anh tỉnh rồi. Anh à, anh thấy thế nào rồi?
tôi không sao. Tôi đã giúp anh kiểm tra sơ bộ. Mặc dù tạm thời chưa có vấn đề gì, nhưng tôi đề nghị anh ở lại để làm một lượt kiểm tra tường tận sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ là dạo này tôi thiếu ngủ nên mới ngất xỉu thôi. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe rồi, vì vậy không cần phải làm kiểm tra tường tận đâu. Cảm ơn anh. À, kiểm tra kỹ sẽ tốt hơn đó. Tôi không cần rồi mà. Có phải anh biết được sức khỏe của anh có vấn đề không? Bác sĩ, hãy cứ để họ bàn với nhau đi. Anh nói đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Cô biết tôi luôn muốn tìm lại ba má ruột của tôi mà. Thật ra nửa năm trước tôi đã tìm được má ruột của tôi rồi. Tôi nghĩ rằng sau khi gặp lại bà, tôi sẽ có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng mà khi tôi gặp lại bà, bà đã trở thành người không còn cảm giác. Bởi vì má mắc bệnh di truyền Huntington. Lúc tôi gặp lại bà, bà ấy đã vào giai đoạn cuối. Không lâu sau bà ấy mất. Đây là bệnh di truyền. Vì vậy tôi có thể sẽ giống như má của tôi, không điều khiển được bản thân. Lúc đó tôi sẽ giống thằng tàn phế, nằm liệt trên giường không động đậy được. Thậm chí là không nhận ra cô. Tôi không muốn cô thấy bộ dạng đó. Đó chính là lý do mà tôi chia tay với cô. Cô đã hài lòng chưa? Tôi đi mua nước uống. Cô đã biết rõ lý do rồi thì đừng làm phiền tôi nữa. Tôi luôn giấu không để cho cô biết, chính vì biết cô sẽ có phản ứng này. Cho tôi chút thời gian để tôi chấp nhận chuyện này. Tôi nghĩ là quan hệ của chúng tôi đã triệt để kết thúc rồi. Chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người, tôi tên Chú Y. Ủa, cô giáo lần trước đâu rồi? Cô giáo lần trước chỉ dạy thế tôi thôi. Thầy Chú Y lợi hại lắm. Thầy vừa mới hoàn thành khóa học đầu bếp cấp cao tại trường ẩm thực École Le Dautre ở Pháp đó. Bản thân thầy Chu Y có mở quán cà phê đó, với lại cũng có mở lớp dạy nữa. Sắp tới thì còn mở thêm chi nhánh ở Trung Hoàng. Chắc cô quá lời rồi. Bây giờ cứ tìm với còn đang sửa chữa. Phải hơn 2 tháng nữa mới khai trương. Lúc đó có thể giới thiệu tụi bạn bè ghé thưởng thức nha. Được đó. Bây giờ chính thức vào học. Mọi người hãy mở bàn tay ra. Mọi người cảm nhận được những gì? Cảm nhận được cái gì vậy? Không biết nữa. Tôi biết. Có phải là độ ẩm trong không khí không? Tốt, là bánh mì phải lên men bột bánh. Thành công hay không phải dựa vào nhiệt độ và độ ẩm đó. Bây giờ hai người một nhóm cùng làm bánh mì hoa cúc. Còn là mình cô, vậy tôi với cô một nhóm. Cô tên gì vậy? Chào sếp, tôi tên là Nhân. Đừng kêu tôi là sếp nữa, tôi đâu phải cảnh sát đâu, gọi Chú Y được rồi. Được. Lên men bột bánh có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nhiệt độ ở mức 28 độ, độ ẩm tương đối là 80%. Ở giai đoạn thứ hai chúng ta sẽ ủ men khoảng 10 phút. Rồi tới giai đoạn thứ ba thì chúng ta sẽ làm như thế này. Bánh mì ra lò rồi. Wow, đẹp quá. Làm sao tôi phải chung nhóm với thầy mới được. Được, không có gì. Buổi học sau nhớ đến sớm nha. Nhân nè, cô cũng có khiếu lắm đó. Là Chú Y dạy giỏi thôi. Cô có sáo rồi. Được rồi, buổi học hôm nay tới đây là xong. Nhớ dọn đồ, lần sau có mặt sớm nha. Được, bye bye, bye bye. Đúng rồi Nhân à, sắp tới có lớp dạy là bánh ngọt kiểu Pháp. Cô cũng tham gia cho vui. Được đó. Bà xã. Ông xã. Đi từ chưa? Được rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Đổi thành sếp từ lúc nào vậy? Người ta không phải là cảnh sát, không có gọi là sếp đâu. Vậy có tốt không đây?
không tốt bằng anh đâu. Có phải không nữa? Phải. Lần này có vẻ tiến bộ rồi nha. Ngon lắm đó. Thật vậy sao? Bánh mì này là bánh mì hoa cúc, được bắt nguồn từ Thụy Sĩ. Sau khi học được cách làm bánh này, có thể biến hóa thành nhiều khẩu vị khác nhau. Có thể làm mặn, có thể làm ngọt. Sao lại nhìn người ta trừng trừng vậy? Em có cảm thấy là sau khi em học làm bánh xong, em đẹp ra nhiều không? Có sao? Có chứ, cằm nhọn hơn nè, đôi mắt cũng to ra nữa. Vậy thì ngày mai em sẽ ghi danh luôn khóa học dạy làm bánh mì ngon kiểu Pháp của thầy Chu Y đó. Được, hiếm khi em chịu học. À phải rồi, sắp tới anh có kỳ nghỉ, tụi mình có thể đi du lịch với nhau, đi xa một chút. Đi Phần Lan xem tuyết đi. Hay quá, em cũng muốn lắm. Nhưng mà nếu như được thì em muốn sẵn ghé Pháp để tham quan các trường dạy làm điểm tâm. Thì đi, em quyết định đi. Nhưng anh cho em quyết định hả? Em thì lúc này lúc nọ hay bị khủng hoảng lựa chọn. Không sao đâu, cứ từ từ chọn. Anh đó thì sẽ xin sẵn phép, em thì đặt sẵn khách sạn và máy bay. Lúc đó hai đứa mình sẽ được đi du lịch chỉ có hai người chúng ta thôi. Bác sĩ, có khi nào tôi ngồi máy lạnh nhiều cho nên bị cảm lạnh hay không? Là quạt mạch. Quạt mạch là gì? Mạch học có câu, an chi tức phục, tam quan như châu, bất tiến bất thoái. Vậy có nghĩa là gì? Cô nói toàn thân rã rời, suốt ngày muốn ngủ đúng không? Ừ. Vậy kỳ kinh gần nhất là khi nào? Vào 2 tháng trước. Vậy chúc mừng cô đã có mang. Ông nói cái gì vậy? Bác sĩ, ông kiểm tra rồi hãy nói. Tôi hành nghề mấy chục năm, không thể nào sai được. Mặt cô sáng sủa hồng hào, hiện tượng mạch đập như châu, chắc chắn là có thai. Thôi đi, ông đừng có nói sằng bậy. Nè, cô đừng có tức giận. Thai của cô còn chưa ổn định, hay là vậy đi, tôi kê cho cô đơn thuốc an thai. Cô phải kiêng ăn đồ mát, đừng uống rượu, có được không? Đồ đi. Ê, nè, cô à. Không sao, không sao đâu. Nhất định là ông ta nói bậy thôi. Tôi giúp ASU thắng được cái huy chương bạc đó nghe. Là phải vậy thôi, sếp ha. Lý tưởng nhất là phải ẩm luôn dễ dàng mới được chứ. Có giải cũng không tồi rồi. Ít ra đã giúp cho ASU được nở mặt nở mày. Sư phụ nói quá đúng. Sư phụ, xem ra anh hài lòng lắm ha. Phải không? Có phần thưởng gì không? Tất nhiên tôi phải thưởng rồi. Vậy thì mời cậu một ly trà sữa. Nè sư phụ à, một ly trà sữa có quá tốn tiền không hả? Anh easy, bây giờ anh thắng giải mà. Nếu muốn mọi người được vui á, tất nhiên phải mời uống trà chiều rồi. Như vậy á là các anh thấy vui, chứ tôi không có vui đâu nghe. Vậy cho anh muốn sao đây? Nếu anh không mời tụi này không có vui đâu nghe. Muốn được vui, tất nhiên là phải ăn mừng rồi. Ăn mừng á, tất nhiên ai lớn người đó chi rồi đúng không? Xong việc xuống ba ăn mừng. Gọi luôn mấy anh em khác đi. Hay lắm. Sếp men. Sao? Hay là bây giờ uống một ly trà sữa trước được không? Gọi luôn đồ ăn. Sếp Trương. Sao rồi? Tối nay tôi có chút gì không tới được. Mọi người chơi vui vẻ. Nè, ASU trên dưới đồng lòng mà. Nể mặt sếp đi. Người ta nói bận việc rồi, cho người ta nghỉ ngơi đi. Được rồi, lần khác gì? Cảm ơn sếp. Lấy trà sữa đi. Yes sir. Hey, nè, Phó Trương. Nghe thấy rồi phải không? Tối nay bận việc gì cũng phải ghé. Lấy vậy bà cứ khoái dê vậy, không biết xấu hổ gì hết. Ngân anh thân, để gọi luôn cho hai cô. Dạ, thôi khỏi sếp, chúng tôi gọi rồi. Okay. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Ê, phải rồi, tối nay sếp Trương mời xuống ba chơi, hai cô ok chứ? Được, ok thôi mà. Sao hả? Tối nay ăn canh xong với em yêu rồi mới tính vậy? Canh thì ngày nào chả ăn chứ. Dở đó mà, phải bồi bổ lại thôi. Ê, mặc kệ cậu. Nè, hai người tối nay á, lôi cổ nó đi giùm. Không hề gì. Nghe nè má. Alo, Thiên Cơ sao hả? Anh nhìn bên tay trái đi. Ê, hình trùng hợp vậy? Không cần đưa bạn gái đi chơi sao?
Không cần, về nhà tha bóng đèn cho má tôi cái đã. Nè, có chuyện như vậy tối nay anh có rảnh không? Có chuyện gì? Tôi có hẹn anh em đồng nghiệp xuống bar uống rượu. Có hứng thú không hả? Tôi chưa biết nữa, nói sau đi. Không sao, tôi gửi địa chỉ cho anh trước ha. Ok, bye bye. Vào rạng sáng hôm qua, Thanh Thủy Bộ đường Trường Phát xảy ra vụ cháy cấp độ 3. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe đạp bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi phòng cháy chữa cháy điều tra, sơ bộ có hoài nghi về nguyên nhân của vụ cháy, vụ án được liệt vào danh sách điều tra về phóng hỏa. Nói đi. Nè, Biêu Điên đâu rồi? Nó vào tù rồi. Phải không vậy? Tôi tin rủ nó chờ vụ lớn chứ. Nó không làm được thì tôi làm. Anh hả? Có được không đó? Tôi có nhóm người Nam Á cũng ghê gớm lắm, hơn cả đám người của Biêu Điên. Lần này chơi lớn lắm đó nha, cần hàng nóng hàng nặng mới được đó. Rồi, anh đợi đi, tôi gọi lại cho anh sau. Sau này làm sao làm cảnh sát được nữa? A Phạm, giúp tôi làm chút việc. Hồi đầu mong hướng thiên. Hoài内有事未自意，磨练永未完，一分一秒全为每种长念。回头望昨天，磨练与理想重叠，无惧怕面前每一种挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲线，一切的磨练。才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一个信念。